là hướng nội suy nghĩ, họ hiểu rất rõ về bản thân mình và sẽ dành thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Ê Long, mai đi chơi không? Để tao suy nghĩ. Ê Long, tới giờ ăn rồi, đi ăn không? Để tao suy nghĩ. Ê Long, chỗ mình một cùng một phòng máy. Để tao suy nghĩ. Ủa, tao tụi mày nói là có 4 đứa tụi mình thôi. Người hướng nội xã hội vừa là những người hướng ngoại nhất, vừa là những người kinh đáo nhất, họ thích các cuộc họp nhóm nhỏ thân mật. Năm 2011, nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội bao gồm Jennifer Grimes, Jonathan Chicks và Julie Norums đã chia hướng nội thành 4 kiểu chính, đó là hướng nội xã hội, hướng nội suy nghĩ, hướng nội lo âu và hướng nội kiềm chế. Kiểu thứ nhất, đó là hướng nội xã hội. Người hướng nội xã hội vừa là những người hướng ngoại nhất, vừa là những người kín đáo nhất trong 4 kiểu người hướng nội. Những người này không cảm thấy ngại ngùng hay lo lắng khi ở ngoài môi trường xã hội và thậm chí là còn có thể thích ứng được với môi trường xã hội nữa. Tuy nhiên, nếu như ở ngoài môi trường này quá lâu, họ sẽ dễ bị cạn kiệt cảm xúc. Mặc dù những người hướng nội xã hội thường thích dành thời gian một mình, nhưng họ vẫn muốn có một nhóm bạn thân để có thể cùng chia sẻ và họ có xu hướng hòa đồng nhất khi ở trong nhóm bạn thân này. Một số người còn có thể lầm tưởng rằng họ là những người hướng ngoại nếu như bắt gặp họ sẽ đi chơi với những người bạn thân. Tuy nhiên, những người hướng nội xã hội sẽ không chia sẻ nhiều về bản thân với bất kỳ ai, trừ những người mà họ cảm thấy tin tưởng nhất. Có điều nhận biết của một người hướng nội xã hội là gì? Họ thích các cuộc họp nhóm nhỏ thân mật. Họ sẽ vui vẻ đi chơi hay đi nghỉ một mình. Họ cần thời gian một mình để nâng năng lượng, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Và cuối cùng, họ chấp nhận các lời mời xã hội mặc dù không có ý định tham dự. Nghe không? Mai qua nhà Quang chơi không? Ok, đi. The next day. Ủa, sao tụi mày nói là có nhóm 4 đứa tụi mình thôi? Ừ, đúng rồi, 4 đứa mình, thêm 40 đứa bạn của nó nữa. Yeah, let's party! Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Kiểu thứ hai là hướng nội suy nghĩ, thinking introvert. Những người hướng nội suy nghĩ cũng không ngại giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, họ thường bị lạc trong thế giới nhỏ của riêng mình. Họ cũng hay tỏ ra mơ mộng và có vẻ xa cách. Họ cũng là những người sống rất nội tâm và nhạy cảm. Ngoài ra, họ là những người hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình hơn người bình thường. Những người khác có thể gặp khó khăn trong việc kết nối với những người hướng nội suy nghĩ vì họ thường có lối suy nghĩ độc đáo và thích trải nghiệm những suy nghĩ này hơn là dành thời gian và năng lượng để giải thích những suy nghĩ này cho người khác. Dấu hiệu phổ biến của một người hướng nội suy nghĩ sẽ nghiêng về các hoạt động tinh thần và trí tuệ như học tập, đọc, nghiên cứu, theo đuổi âm nhạc hoặc các hoạt động sáng tạo khác. Thường không phản ứng và sẽ dành thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi. Để tôi suy nghĩ cái đã, đây là kiểu phản hồi khá phổ biến của tiếp người hướng nội suy nghĩ khi được đặt câu hỏi về một vấn đề. Siêu tự nhận thức, họ hiểu rất rõ về bản thân mình. Tôi là một người mê đọc sách, thích chơi đàn. Đồng thời, tôi cũng hiểu rất rõ về bản thân mình. Chẳng hạn như tôi có thể nói cho bạn biết khi nào thì tôi đang vui, khi nào thì tôi đang buồn hay nóng giận. Tôi rất thích suy nghĩ và tưởng tượng. Tôi thường cần dành thời gian để suy nghĩ khi người khác đặt câu hỏi cho mình để đưa ra được câu trả lời. Ê Long, mai đi chơi không? Để tao suy nghĩ. Ê Long, tới giờ ăn rồi, đi ăn không? Để tao suy nghĩ. Ê Long, đố mày một cùng một bằng máy. Để tao suy nghĩ. Ba là hướng nội lo âu, anxious introvert. Có lẽ cách gọi tốt hơn cho hướng nội lo âu là hướng nội nhút nhát. Cách gọi như vậy là để phân biệt giữa hướng nội lo âu và các triệu chứng rối loạn lo âu. Họ thường là những người khao khát sự cô độc ngay cả khi ở với những người bạn thân của mình, và họ cực kỳ cảm thấy không thoải mái khi ở trong các tình huống xã hội mà họ phải giao tiếp với người lạ hoặc là ở những buổi tiệc đông người. Họ thường phân tích và nghiền ngẫm về hành vi của bản thân khi ở nơi công cộng. Ví dụ như là họ có thể tua đi tua lại về các cuộc gặp gỡ xã hội trong đầu và suy nghĩ về những lời nói hay hành động của mình và những gì mình đã có thể làm khác đi. Dấu hiệu phổ biến của một người hướng nội lo lắng thường xuất hiện ít nhất các lo lắng nhẹ trong hầu hết các tình huống, có thể tỏ ra né tránh và thô lỗ, tránh các tương tác xã hội bằng mọi giá, thường phân tích hay nghiền ngẫm về hành vi bản thân trong các tình huống xã hội. Xinh quá, ra làm quen đi Long. Thôi dẹp đi. Trời, có gì đâu mà ngại, để tao giúp mày một tay. Hello anh. Chào em. Cho anh hỏi. Chào anh, muốn hỏi gì? Cho anh hỏi toilet ở đâu vậy? The next day. Ôi là trời, sao nãy mình nói vậy ta?
đáng lẽ phải hỏi em tên gì chứ. Mà ông không đúng, hỏi vậy thì lộ liễu quá, đáng lẽ phải hỏi là 2000 years later. Yeah, đáng lẽ phải hỏi là em có thấy con vịt tư của anh đánh rơi ở đâu không? Em mà nó nghe là nó lẻ liền. Ê Long, mày nghe tao nói gì không giờ? 4 ngày rồi không nói tiếng nào là sao? Tao chỉ làm việc tốt thôi mà. Cuối cùng là kiểu hướng nội kiềm chế, restraint introvert. Những người hướng nội kiềm chế là những người chu đáo và không thích thay đổi. Họ sẽ cảm thấy khó chịu khi cảm thấy bị dồn vào các tình huống, đặc biệt là các tình huống xã hội. Họ sẽ đi chơi nếu được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, họ vẫn muốn dành thời gian để thư giãn một mình hơn, chẳng hạn như là say sưa xem những chương trình truyền hình yêu thích, đọc sách hay tập yoga. Người hướng nội kiềm chế thường cảm thấy thoải mái khi làm những việc gì lặp đi lặp lại theo thói quen. Ngoài ra, họ có thể cảm thấy khó khăn để vận động trí óc và cơ thể ngay sau khi thức dậy. Dấu hiệu nhận biết của một người hướng nội kiềm chế: họ di chuyển chậm hơn nhưng thường có phương pháp hơn trong tất cả mọi việc. Họ có xu hướng thích những việc lặp đi lặp lại và thường vô cảm. Ê Long, đi cà phê không? Ok, để coi 18 giờ ngày 20 tháng 6 nha. Cái gì vậy? Giờ này mới đầu tháng 5 mà ba. Theo cảm nhận siêu việt của Long đây thì mình thuộc cả hai loại hướng nội, đó là hướng nội xã hội và hướng nội suy nghĩ. Thì mình rất thích tụ họp bạn bè nhóm nhỏ và rất thích dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Còn bạn thì sao? Bạn có phải là người hướng nội hay không? Có thì bạn thuộc kiểu người nào trong 4 kiểu người hướng nội mà mình đã nói trong video? Làm gì làm? Đừng quên nhấn like và subscribe để chúng ta tiếp tục bàn về những chủ đề tâm lý thú vị nhé. Cảm ơn các bạn.